bí ẩn 3 trường hợp dịch chuyển tức thời trong lịch sử. Hiện tượng dịch chuyển tức thời luôn được các nhà văn viết truyện hoặc các nhà làm phim viễn tưởng đề cập đến trong nhiều thập kỷ qua. Vậy hiện tượng này liệu có thực? Ngày 24 tháng 10 năm 1593, Gil Perez, một người lính Tây Ban Nha thuộc lực lượng bảo vệ dân sự Philippines đã di chuyển tới quảng trường Plaza Mayor thuộc thủ đô của Mexico sau một giấc ngủ ngắn, cách 7.000 hải lý với nơi ở của toàn quyền Tây Ban Nha, thủ đô Manila, Philippines mà ông đứng gác trước đó. Năm 1943, một thí nghiệm ngụy trang con tàu thành vô hình trên radar quân địch ở thành phố Philadelphia, Mỹ đã khiến con tàu không chỉ biến mất hoàn toàn khỏi Philadelphia mà nó còn bị dịch chuyển đến Norfolk, Virginia cách đó 320 km rồi được đưa quay trở lại sau 10 giây. Năm 1970, năm phi công người Mỹ Brooks Gernon cùng cha và đối tác bay từ Bahamas đến Florida đã nhìn thấy một đám mây gió xoáy kỳ lạ đằng trước máy bay. Liên tiếp những hiện tượng kỳ lạ đã diễn ra sau đó và chỉ sau 33 phút, ông đã được xác nhận đang ở trên bầu trời thành phố Miami, nơi mà đáng lẽ cần đến 1 tiếng rưỡi đồng hồ để di chuyển. Theo các nhà nghiên cứu, để lý giải cho những hiện tượng trên có thể dựa vào cầu Einstein-Rosen, một loại đường tắt trong không gian nối các vị trí trong vũ trụ mà tại nơi đây, khái niệm không gian và thời gian khác biệt so với của chúng ta.